Hello, lại là mình Sima đây anh em ơi. Thì tôi thấy là có nhiều anh em kêu tôi là làm một cái vlog cho bé Lâm đi. Thì bữa nay tôi vừa ra cũng như tôi thấy là bé Lâm nó vừa câu dính được một con cá lóc anh em ơi. À, bây giờ anh em hiểu ý tôi chưa? Tôi sẽ ra cũng như là rủ nó đi nướng cá lóc nha. Và tôi nói là tôi vừa mua một con cá lóc này anh em mày đấy. Mà sau khi mà nó ăn xong ấy, tôi nói đó chính là con cá lóc mà nó câu anh em à. Đấy, trời ngủ là trời, thứ gì mà chịu nổi luôn anh em mày. Tôi biết là mấy Lâm chủ yếu là nó đi câu cá về nó nuôi anh em à. Đấy, nhưng mà tôi thấy là con cá này phải nói bự quá trưởng anh em mày. Chắc là tôi nghĩ nó đi cắm câu ấy. Tại vì mấy Lâm nó cực kỳ là thích câu cá luôn anh em à. Ok nha, thì bây giờ trước khi mà đi á, anh em cho kênh mấy Lâm của mình một like này, cũng như là một cái kênh nha anh em ơi. Tụi mình sẽ quay vlog cũng như là nhiều hơn nha. Nhưng mà hôm nay tôi đi cho nó đã anh em à. Đi thôi anh em ơi. Thì ra là thanh niên Lâm ở đây anh em ơi. Ê à, mày muốn ăn cá lóc nướng không? Ủa cá lóc đâu nướng anh Hải? Trời ơi, trời, anh vừa mua cá lóc chà bá luôn ấy. Ê anh Hải, hồi sáng em muốn câu dính được một con cá lóc á anh Hải. Đu gớm ghê ông nội. Chứ sao anh Hải? Bây giờ anh với mày là đi nướng cá lóc không? Ngay hiện tại là mình nghĩ là món cá lóc nướng này phải nói là siêu đỉnh luôn anh em ơi. Bây giờ mày ăn không? Ăn chứ anh Hải. Ăn đúng không? Dạ. Ok, bây giờ tụi mình sẽ đi nướng cá lóc nha anh em ơi. Hãy, thanh niên Lâm hồi sáng cũng mới câu được cá lóc anh em à. Chắc là tôi nghĩ cũng bự bằng con cá lóc của tôi mua anh em ơi. Ok anh em ơi, hiện tại là bé Lâm nó đang đốt lửa anh em à. Đấy, tụi mình sẽ nướng con cá này nha. Anh em thấy là phía bên trong thì nó là có một con cá và lại mấy con ốc bỏ vô luôn anh em à. Hình như là mấy con ốc này kiểu hồi nãy là thanh niên Lâm bắt hay sao anh em ơi. Quẹt không có lên thôi. À, lên, lên. Ok. Phải nồi đốt gì lâu với mày. Đây, cho nó cháy hơi lớn xíu để phía dưới. Ok anh em ơi, hiện tại là cá của tụi mình kiểu gần chín rồi anh em à. Hãy nữa thấy không? Thành than luôn hay. Hiện tại là kiểu tụi mình nướng nha anh em ơi, sau đó là xíu tụi mình sẽ cạo cái lớp mà ở bên ngoài của nó. Tụi mình sang bên trong nha. Nãy khi mà anh em nướng cá anh em chỉ ăn bên trong thôi, không được ăn bên ngoài. Phải nồi làm gì mày? Nóng quá trời luôn anh hai. Thời luôn mình đứng đây cũng khá là nóng anh em ơi. Ê, lấy lá này bỏ vô nè. Sắp tắt rồi anh em à. Ok, lá này nó hợp lý rồi đó anh em ơi. Phải nồi tên niên Lâm mão ma anh em ơi. Đúng rồi. Bây giờ thì tầm một tí nữa là cá tụi mình chín rồi anh em à. Mình thấy là phần trên nó còn chưa chín ấy, nhưng mà mình nghĩ là phần dưới nó gần lửa chắc là nó chín rồi anh em ơi. Ui cực kỳ xịn luôn ấy. Ê mấy ngốc rồi. Em để hết vô chắc nó không mất tiền rồi. Giờ tầm này là tụi mình kiếm mấy ngốc không có luôn anh em à. Vãi nồi thiên Lâm bỏ mấy ngốc vô. Đây chính là chén nước chấm thần thánh của tôi anh em à. Thì cuối cùng là tụi tôi cũng nướng cá xong rồi nha anh em ơi. Còn đây chính là chén nước chấm của thanh niên Lâm. Vãi nồi như là muối Tây Ninh đó anh em ơi. Thì tụi mình ăn chung lại là dưa nha anh em ơi. Đấy, thì có hai con ốc mà của bé Lâm lúc nãy nướng này. Hình như là tụi mình nãy nướng mình tới 4-5 con rồi anh em ơi. Nhưng mà sau cuối cùng mình chỉ còn có hai con. Vãi nồi thật sự luôn ấy. Ok, bây giờ tách con cá đi để xem là bên trong như nào. Thì bề ngoài nó bị khét á cho nên là tụi mình không ăn nha anh em ơi. Nói chung mình nướng cá lóc á chỉ ăn bên trong thôi, bên ngoài thì nó bị khét anh em à. Con này nè. Ok. Nguyên nhìn bên trong thịt trắng nhìn kiểu cực kỳ ngon luôn anh em ơi. Bây giờ ai tết trước? Em cho anh hai ơi. Ok, bây giờ phải làm tết trước nha anh em ơi để xem là như nào nha. Đây. Đây. Ý, cần thế gì? Mời các bạn nha. Sao? Ngon, ngon thế ơi, thuê ngọt ngọt. Đú. Ok. Bây giờ chắc lẽ là tôi sang miếng này nè mà. Đây, mời anh em nha. Đây, mời các bạn nha. Rồi, tính ra cũng khá là ngon luôn anh em à. Được cục ló luôn ấy. Đâu bây giờ mày test thử chén nước chấm của anh này. Ok luôn hai. Cái bên hai ơi. Thế nên Lâm là kiểu không ăn được cay anh em à. Nhưng mà riêng tôi thì ăn cay cũng khá là giỏi luôn ấy. À bây giờ ăn thử mấy con ốc xem như nào. Ok hai.
Hồi nãy thì bé Lâm nó bỏ vô 2 con anh em ơi, tôi bỏ vô 3 con, tổng hết luôn là 5 con. Nhưng mà bây giờ thì còn lại 2 con, vãi chướng thật sự luôn ấy. Ok, xem như nào nha. Sao, cảm nhận sao? Nó dai. Dai à? Dạ. Ok, ăn nốt con còn lại đi. Tính ra mình không ăn ốc đâu anh em ơi. Mình chủ yếu là cho bé Lâm thôi, mình kiểu không thích ăn ốc ấy. Nhai như sợ lắm thầy. Đấy, nước chấm siêu cay. Ok nha, mời tất cả anh em nha. Ui, vãi nồi nhiễu. Mời các bạn nha. Thơm ngọt. Nước chấm cho mà chua chua cay cay. Ok, bây giờ đấy, hợp lý luôn anh em ơi. Ê Lâm ơi, mày biết con cá này ở đâu không? Nãy nó mua mà. Ủa, con cá sáng mày câu đâu? Nè, để chút hụt với anh hai. Đâu, lấy anh coi. A few inches later.